đụng độ lạm phát và thất nghiệp, ông Trump tăng thuế, bà Harris đề xuất tăng tín dụng thuế. Tạp chí Kinh tế Việt Nam cho biết, dù lạm phát tại Mỹ đã giảm đáng kể từ mức cao kỷ lục 40 năm vào năm 2022, cử tri Mỹ hiện vẫn phải chi trả nhiều hơn 20% cho các hóa đơn hàng hóa và dịch vụ so với giai đoạn trước dịch. Phó Tổng thống Kamala Harris và cựu Tổng thống Donald Trump dự kiến có cuộc tranh luận đầu tiên trước thềm bầu cử vào đêm ngày 10 tháng 9 giờ Mỹ. Kinh tế được dự báo sẽ là một vấn đề trọng tâm của cuộc tranh luận này. Kết quả thăm dò dư luận gần đây của hãng tin CNN cho thấy vấn đề lo lắng hàng đầu của cử tri Mỹ hiện tại là kinh tế, đặc biệt là lạm phát và việc làm. Mặc dù lạm phát tại Mỹ đã giảm đáng kể từ mức cao kỷ lục 40 năm vào năm 2022, tình hình tài chính của cử tri Mỹ hiện vẫn gặp khó khăn. Hiện tại, người dân phải chi trả nhiều hơn 20% cho các hóa đơn hàng hóa và dịch vụ so với trước khi đại dịch bùng phát. Điều này cho thấy, dù các chỉ số lạm phát có giảm, gánh nặng tài chính vẫn không giảm bớt đối với nhiều gia đình Mỹ. Song song với sự gia tăng chi phí sinh hoạt, thị trường lao động Mỹ đang cho thấy những dấu hiệu cảnh báo đáng lo ngại. Dù thị trường lao động đã phục hồi đáng kể sau đại dịch, tỷ lệ thất nghiệp hiện đang ở mức gần cao nhất trong 3 năm qua. Trong tháng 7, tỷ lệ thất nghiệp ghi nhận là 4,3%, chỉ thấp hơn một chút so với mức cao nhất trong 3 năm. Mặc dù tỷ lệ thất nghiệp giảm nhẹ 0,1% trong tháng 8 do số người tham gia lực lượng lao động tăng thêm 120.000 người, vấn đề này vẫn còn gây lo ngại. Nhiều doanh nghiệp hiện đang phải đối mặt với tình trạng khó khăn trong việc tuyển dụng, dẫn đến số lượng việc làm đang tuyển giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 1 năm 2021, theo số liệu từ Bộ Lao động Mỹ. Trước những lo lắng của cử tri về tình trạng kinh tế, cuộc tranh luận giữa Phó Tổng thống Kamala Harris và cựu Tổng thống Donald Trump dự kiến vào đêm 10 tháng 9 sẽ là một điểm nhấn quan trọng. Hai ứng viên này có những quan điểm và đề xuất chính sách kinh tế khác biệt lớn. Điều này có thể tác động sâu đến nền kinh tế và cuộc sống của người dân Mỹ. Ông Trump đã đề xuất tăng thuế quan đáng kể đối với tất cả hàng hóa nhập khẩu vào Mỹ, với mức thuế từ 10 đến 20% đối với hàng nhập khẩu nói chung và 60% đối với hàng nhập khẩu nói chung.